vỡ lỡ, cả hai hủy hoại tương lai. Chẳng cần một ai nữa, ảo thật đấy. Bất kể ai cũng dư thừa. Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một tay kim cương, quay tay nhận ngàn quân khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng, hãy đến với shopanhpho.com. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của thằng fan chọc ấy à. Thằng fan chọc các bạn. Thì ngày hôm nay thì phiên bản OB227 thì ngày qua mình có làm một clip phải gọi là test thử của con Maxim rồi. Và mình cảm giác là nó tanh bo rất là khỏe. Nên ngày phải gọi là từ ngày hôm qua đến bây giờ là 22 ngày chúng ta cập nhật OB 2 ngày đúng không nhỉ? Nói chung là tầm khoảng 22 ngày gì đấy. Thì mình đã phải gọi là tanh bo thành công mạng là mình tanh từ bo cuối từ bo đầu đến bo cuối và lấy top 1 luôn anh em nhá. Thì mình sẽ cầm theo combo nhân vật đó chính là thằng fan đẹp trai là một này. Tanh bo tất nhiên là không thể nào thiếu sự đẹp trai của thằng fan mà. Vì thằng fan là nhân vật chính. Trong đây có hai nhân vật chính là anh ơi. Là thằng fan với lại là Maxim. Anh Maxim đẹp trai. Với lại là mình sẽ cầm theo kỹ năng của con nhân vật K anh em nhá. Mà mình cảm giác mình cầm con Keo Bella này ấy là nó không được cái tạng mẹ mỡ gì hết. Nên là mình cảm giác là ba nhân vật chủ đạo nè là con fan này, Maxim này với lại là con nhân vật K. Đó, với lại là mình sẽ cầm theo một con pet phải gọi là nó là Santa. Mình vô túi đồ cho anh em xem này. Mình sẽ cầm theo con pet, kỹ năng của nó là lúc mà anh em xài túi cứu thương ấy sẽ được kiểu được EFP đấy anh em, mình không biết ở đây được bao nhiêu EFP. Hình như 65 EFP đúng không? EB hồi phục bằng 65% lượng máu. Tức là một bình máu nó rơi tầm khoảng là 70 thì nó sẽ được 60%. Là nó rơi tầm khoảng là 40 đến 50 EEP. Theo mình tính toán là thế, nói chung được chứ đấy. Đó, thì nay mình sẽ làm clip tanh bo với combo nhân vật này anh em nhá. Mình tanh bo thành công là mình mới làm clip cho anh em xem ấy chứ. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cái channel của thằng fan chọc anh em ạ. Thì ngày nay mình đi team 2, mình nhờ thằng em mình vào để support cho mình để mình có thể nhặt được nhiều máu. Mình ước chừng là chúng ta tanh bo mất tầm khoảng 70 bình máu. Nói chung là mình không ước lượng được số bình máu để anh em đủ để tanh bo là bao nhiêu. Bởi vì kiểu lúc mà mình có nhiều xì quẻ thì kiểu tanh được bo 1, bo 2 á thì nó không nói. Nói chung là cho tầm khoảng là 70 bình máu đi. Để anh em có thể tanh bo lấy được cái top 1 anh em ạ. Mình để ý có một thanh niên nhảy bên góc này để con mình xử luôn cho nóng. Mình hay nhảy khu đài quan sát cái đài lúc đồ ở khu nghĩa địa á. Chưa gì nhặt được xu này anh em. Mình nhặt là thật là nhiều xu để mình đi mua máu á. Các bạn là một xu là chúng ta mua được 2 bình máu rồi anh em ạ. Mình nghe có tiếng từ chân gần lắm nhá. Như bên trong nhà này. Thành nhiệt ui sợ. Mình đang đi đùa mà ta sao kỳ vậy. Chắc là thanh niên này cũng kiểu bị đồng đội ao mất rồi anh em. Mẹ nhờ thằng em vô kiểu đi nhặt hộ mình một ít tiền để mình mua máu. Mà nó vô game không được ao mở mắt, nó để một mình anh em ạ. Nói chung là không sao, với chiến thuật như này các bạn solo xì quát còn được chứ đừng nói là solo đua rồi mời. Bây giờ mình cần phải đi loot ít nhất tầm khoảng là 20 bình máu với lại là tầm khoảng 16 tiền em ạ là được. Mình nghĩ là tầm khoảng 15 tiền thôi là chúng ta sẽ được thêm khoảng bao nhiêu ta, 30 bình máu 20 bình máu tính ra là chỉ có tầm khoảng là 50 đến 60 bình máu thôi là các bạn đủ tanh bo lấy top 1 rồi. Cứ mỗi lần nhặt được 3 tiền như vậy phải ngon không anh em? Mình nghĩ là khu đài quan sát này nó có khá là nhiều tiền này. Nhưng mà tùy trận nha, nhiều trận thì tầm khoảng 20 tiền á. Mà nhiều trận tầm khoảng 10 tiền em ơi. Nói chung là nhảy khu này cũng khá là ok. Máy bán hàng thì nó ngay đây, với lại là xuống bên dưới nghĩa địa á. Anh em lút được tiền với có lại máy bán hàng ngay đấy. Với lại là khu vực này, khu vực rìa bo nữa là anh em có thể là an toàn tách bo hơn. Thì các bạn cứ kiểu chơi chiến thuật như mình thôi. Mà nếu mà mình đăng clip này thì hơi bị nhiều anh em kiểu nhảy khu này đúng không? Nên các bạn có thể lựa chọn những khu khác. Miễn sao là các bạn có tầm khoảng 60 bình máu. Nếu mà tính đấy là mình tính dư em nhá. Cho là tầm khoảng 60 bình máu đi. Với lại 10 cái xì quẹn thôi là được rồi. Đâu cái xì quẹn các bạn cầm như vật ca mà. Với lại là có con pet thì mà anh em mình nghĩ là tầm khoảng 60 bình máu thôi. Là chúng ta tanh bo lấy top 1 được rồi mời. Nếu mà các bạn nào kiểu giàu quá thì cũng cứ thoải mái thôi, quấn bo 1, bo 2 kiểu quấn dư một tí cũng được, không sao hết. Nhưng mà bo cuối anh em phải chừa nhiều máu tí nhá, bởi vì bo cuối là chúng ta phải quấn liên tục luôn á. Quấn phải gọi là không ngừng nghỉ luôn anh em ạ. Không biết cách nào tắt cái hiệu ứng máu giật đen đen này đi không nhở? Các bạn nào biết thì comment bên dưới giúp mình nhá. Chứ thực sự là mình không biết cách, hình như là có cách để tắt cái hiệu ứng máu giật đen đen này đúng không anh em nhở? Mình nhớ không nhầm là có đó.
mà mình không biết cách tắt như thế nào. Có gì mấy bạn xem video này chỉ giúp mình em nhá. Giờ mình đang có tầm khoảng là 15 bình, 15, 14 bình máu gì đấy. 15 bình máu mà 14 cái xì quẹn. Với lại là hơn 10 đồng tiền một xíu. Và bây giờ mình cần tầm khoảng là 10-15 tiền thôi, 15-16 hoặc là 20 tiền đi cho nó dư. Chứ thực sự là trước nãy một trận á, mình tay bo, mình tí đi ăn rồi mà hết máu em ạ. Ôi ôi, bo cuối hết máu, không lấy được tới top 1. Mà quả đấy nếu mà mình còn máu là mình lấy được top 1 cho anh em xem luôn á. Mà không sao, chơi chứ thật là dễ mà anh em. Trận đấy không được thì chúng ta quay trận khác đúng không? Biết sao là trận nào nhiều máu tí là lấy top 1 là ok rồi đó. Úi giời, mẹ nãy giờ bật cái mic game á, để nói chuyện với thằng em mình. Đâm ra là mình quay video không có tiếng game, nãy giờ mình mới để ý em ơi. Mình tắt mic đi thì mới có lại tiếng game này. Sorry mấy bạn nhá, sorry anh em xem mấy phút đầu tiên nhá. Thôi, bây giờ mình chạy lại đây mình mua máu thôi anh em. Máu không cái bo 2, bo 3 thu vào nó đau mình không mua được đâu đó. Nên chúng ta cứ thủ trước đi. Ta đây vứt máu lên này. Uầy, hình như là ở đây mình có tầm khoảng bao nhiêu ta. Tầm khoảng hình như là hơn 50 bình rồi. Hơn 50 chục bình mình nghĩ là ok đó. Với mười mấy cái xì quẹn của mình nữa thì chúng ta cứ bình tĩnh thôi mời. Kìa hết tiền rồi. Thế nhưng mà mình cảm giác chừng này máu vẫn chưa đủ ta. Mình nghĩ chừng này máu vẫn chưa đủ anh em nhá. Mà là mặt hôm sau mình cầm nhân vật ca mà đỡ đi được mấy bình máu đó. Cứ chạy đi này. Chờ điểm nấm nó hồi nó xuống mình hít cái nhẹ cái xì quẹn. Uầy, tính ra nãy giờ mình hít mười mấy cái xì quẹn là phí quá anh em ơi. Chứ không là mình cũng tiết kiệm được mấy bình máu luôn á. Phí thật chứ. Bây giờ cái bo 3 đập xong bo 4 nó giật cái game. Bo 4 nó giật đau vãi cả chưởng. Bây giờ mình phải quay tay liên tục này. Ôi ôi. Tính ra bây giờ phiên bản OB 27 là sự trở lại của thằng fan đẹp trai em ạ. Sự trở lại của fan đẹp trai X Maxim em ơi. Bo này tạm thời là mình sẽ quấn tầm khoảng 2-3 bình, sau đó mình sẽ nghỉ tầm vài giây nhá. Mình sẽ quấn tiếp anh em ạ. Khi nào cái bo 4 nó đập vào là mình bắt đầu mình quay tay liên tục này. Xả cho vật cao đi. Chứ để làm gì nó phí. Để mất công mình quay tay kiểu điểm nấm nó hồi lên đúng không? Mất phí đúng không? Tức là mình có tận là 250 điểm nấm mà. Nên là chúng ta cứ bình tĩnh thoải mái thôi. À mà các bạn cầm combo nhân vật theo như mình á, với lại là anh em phải cầm theo lửa chạy nữa nhá. Không cầm theo lửa chạy là vỡ mồm đó. Bây giờ cái bo 4 đã bắt đầu thu này. Bắt đầu bo 4 nó đập vào xong là bo 5 xuất hiện là bắt đầu quấn đau. Nó đốt đau lắm anh em nhá. Nên là chúng ta phải quấn liên tục á. 3 4 anh em phải quay tay tầm 4 mình sẽ nó nghỉ tầm vài giây em nhá. Hiện tại bo vẫn chưa đau lắm này. Nó chuẩn bị đập vào mới đau đấy anh em ơi. Bây giờ chúng ta phải tập trung cao độ em ơi. Tập trung cao độ. Bo này có 5 người. Ôi ôi. Tính ra là mình phải ăn tầm 2 kill thì mình mới đủ sát thương cộng đủ điểm em ạ. Nếu mà mình lấy top 1. Rồi chuẩn bị quay tay liên tục em ơi. Bây giờ là phải gọi là quay tay thần tốc luôn này. Bao giờ đốt đau nhá. Mình sẽ quay tay tầm 4-5 bình máu gì đấy. Mình sẽ nghỉ tầm 2 giây đó, để cho máu nó hồi. Sau đó mình sẽ quay tay tiếp. Nhưng mà chỉ là quay tay lúc mà bo 5 xuất hiện xong anh nhá. Đó, lúc này anh phải quay tay liên tục luôn này. Mình nghỉ tầm một lúc đi. Các anh sao chuẩn chứ bạn nghỉ lâu quá là quay tay không kịp đâu nhá. Là anh em phải xài lửa chạy sớm đó. Ui, mình ngửi thấy mùi là mình không đủ máu nhá. Đúng rồi. Chân một lúc này. Quay tay 3 đến 4 bình máu rồi chúng ta nghỉ tầm 0.2 giây. À đâu, một phết rưỡi giây chứ anh em. Bắt đầu bo 4 nó thu đập vào bo 5 là chúng ta phải quay tay liên tục nữa. Là không nghỉ nữa em ơi. Vị này. Bo 4 bây giờ nó bắt đầu đập vào bo 5 này. Từ máu mình hồi hơi nhiều. Thế con Maxim thực sự là nó quay tay nhanh quá anh em ơi. Ôi ôi này nhìn này. Đó. Hai bình này. Nhập vào mức đổ máu đi. Quay tay cái bình nữa đi. Đấy, xong chưa nhận được. Ở đây được rồi. Đấy, còn một lúc. Rồi bây giờ anh em phải tích. Chưa. Cái thời gian chạy bao nó chưa chạy mà. Rồi chuẩn bị này. Bây giờ chúng ta phải quay tay lên tục luôn á. Bây giờ nhá. Anh em quay tay đến thời điểm hiện tại đó. Chờ được bo cái vòng an toàn nó chỉ còn 15 giây là các bạn bắt đầu phải xài lửa chạy nhá. Bây giờ đầu đau này. Quay tay liên tục em ơi. Khoảng 13-14 giây là chúng ta đặt lửa chạy. Quay tay nốt bình máu đi rồi đặt lửa chạy vừa. Rất gì vậy? Đau quá. Ôi mà mình có chủ tốt mà thôi xài lửa chạy đi. Các bạn là cái bo nó thu vào nó còn mất thời gian tầm khoảng mấy giây nữa. Nhưng mà bây giờ còn ấy, 14 bình máu thế thì đủ ấy mà. Ôi ôi. Được anh em nhá. Lấy top 1 được, lấy top 1 được. Quay tay lên tiếp luôn nhá. Ui, nãy là mình có vẻ mình nhử thời gian hơi lâu mới.
mình sợ hết máu, mình nghỉ tầm khoảng hơn một giây tí mà nó đốt đau quá. Ấy nhá. Các bạn vào sưu tập đủ máu, nhiều máu á. Đây là bo cuối, em phải quay tay liên tiếp luôn nhá, không nghỉ nhá. Sáu thành mời. Được nha, mình ngửi thấy mùi là được em nha. Mời được. Cái này không ăn thua. Được, bắt một rồi, qua phút sóc rồi. Rồi, còn bị máu cuối cùng. Ở sân kia chưa bị hạ lâu đấy. Ngáo, úi trời, úi giời ơi. Cần hai bo cuối cái nhẹ anh em ạ. Trời ơi. Amazing, good job, phè đẹp trai anh em ơi. Ôi, OB27 là sự trở lại của phè đẹp trai. Ôi, anh bo từ bo đầu đến bo cuối lấy luôn cái top 1 em ạ. Thế thôi, chắc là video này của mình cũng xin kết thúc thôi. Các bạn xem video này của mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và một dưới. Và nhớ đặt là đăng ký kênh và một chuông nha. Chắc ngày mai mình sẽ làm clip cân 4 cho anh em xem này.